ta sẽ sang phần đọc điền đọc hiểu. The benefits of bilingualism in young children. Cái lợi ích của cái việc học song ngữ đối với trẻ nhỏ. Cái việc mà cho trẻ nhỏ làm quen với nhiều ngôn ngữ thì nó mang lại rất nhiều lợi ích về nhận thức và xã hội. Các em thấy từ advantages là một danh từ số nhiều, đúng không? Mang lại cho trẻ nhỏ nhiều lợi ích chứ không phải là tất cả lợi ích. Và về cái ngữ cảnh này chúng ta sẽ dịch là nhiều chứ không phải tất cả. Thì cái từ many ở đây dịch là nhiều, chúng ta sẽ loại O. Còn H và little nó đi với danh từ số ít, danh từ không đếm được thì là mình sẽ loại ngay từ đầu luôn. Tiếp sang câu số 25, nó đang nói về cái lợi ích của việc học song ngữ, đúng không? Và this early exposure, cái việc tiếp xúc sớm này thì nó sẽ thúc đẩy cái khả năng nhận thức. Một cái động từ mà nó kết hợp với ability, thúc đẩy cái khả năng nhận thức thì mình sẽ dùng từ foster. Cái ability, đó, nó sẽ đi với abilities. Thúc đẩy cái khả năng gì? Còn đáp án A, mình không thể dịch là tuyên bố cái khả năng được, đúng không nhỉ? Tuyên bố cái khả năng á. Còn C là chinh phục, còn đáp án D là ám chỉ cái khả năng. Không đúng về nghĩa. Về mặt xã hội thì những đứa trẻ song ngữ ấy, thì nó sẽ phát triển kỹ năng giao tiếp và cái sự đồng cảm tốt hơn. Chúng trở nên rất là thành thạo trong việc hiểu các cái quan điểm văn hóa khác nhau. Một cái tính từ mà nó đi với giới từ at. Cô nhớ là chúng ta đã được học rồi. Yes, một cái tính từ nó đi với từ at. Bây giờ mình loại trừ trước từ fluent. Cái từ fluent thông thường nó sẽ đi với in something, trôi chảy về cái gì. Đó, precise. Từ precise tức là chính xác. Cái từ precise mình có đi với tính với mạng với gì không nhỉ? Nó không đi với precise, exact, nó không đi với at nhỉ. Ở đây mình sẽ có adapt at something tức là giỏi, thành thạo về. Đó, giỏi thành thạo về cái gì? Còn solid tức là cứng, tức là nói về cái bề mặt. Chất lỏng, solid, liquid, đúng không? Liquid là lỏng, còn solid là cứng. Thế thì ở đây mình sẽ chọn đáp án C, adapt at something. Đó. Và sang câu 27 nó lại tiếp tục nói về cái lợi ích của cái việc học song ngữ. Thì cái từ được dùng để bổ sung thêm thông tin, đúng không? Bổ sung thêm thông tin nó sẽ là additionally. Ngoài ra song ngữ thì còn có cái tác động liên quan đến trí nhớ và khả năng tập trung. Những đứa trẻ, yes, children who speak multiple languages tend to have improved working memory and focus. Thì thay cho cái từ children, chúng ta sẽ dùng từ who. Dễ chưa? Đó, Kim Ngân chọn đúng rồi, Phạm Nhi, Hải Linh, rất tốt. Đó, các em làm đúng hết 5 trên 5, đúng không? Rồi, lại quay trở lại với cái từ vựng chủ đề về bão lũ. Yeah. Từ vựng chủ đề về bão lũ, các bạn thấy cái cơn bão năm nay thì nó tên là Yagi. Cái chữ cái đầu tiên là chữ Y, đúng không? Chữ Y dài. Thì mình sẽ tự hỏi là cái cách người ta đặt tên các cái cơn bão như thế nào. Thì đã từ lâu các nhà khí tượng học đã biết được rằng cái việc đặt tên cho cơn bão ấy thì nó sẽ giúp người ta nhớ các cơn bão và truyền đạt chúng một cách hiệu quả hơn và do đó giữ an toàn hơn nếu như bị bão tấn công. Thì đoạn số 1 này là cái lợi ích của cái việc đặt tên. Đúng không ạ? Lợi ích của cái việc đặt tên cho cái cơn bão tức là để làm gì? Để giúp người ta hiểu này, truyền đạt thông tin. Vậy thì câu số 31, which of the following is the benefit of naming the tropical storm? Thì lợi ích mà đề cập đến ở đoạn số 1 là gì? Giúp các nhà khí tượng học study, nghiên cứu á. Trong bài có nói là giúp nghiên cứu không? Người ta dùng các cái động từ như là communicate, understand, remember, stay safe. Đúng không? Còn đáp án B là nó sẽ trực tiếp bảo vệ con người. Cái việc đặt tên thì không thể là trực tiếp bảo vệ được. Còn D là loại bỏ nhu cầu thông tin về bão là sai hoàn toàn. Đó, thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng cho câu số 31. Đó chính là đáp án C. Các bạn thấy chưa? Ngọc Phúc, Ánh Dương, Trà My chọn C đúng rồi. Và bây giờ các bạn sẽ đọc sang đoạn 2 trả lời từ they ở đây là ai. They ở đây là ai, là cái gì. Và do đó cái việc sử dụng một cái danh sách chính thức thì đã được phê duyệt trước khi bắt đầu một cái mùa bão. Và họ gán những cái tên ngắn, gọn và duy nhất. Họ gán, vậy thì ai ở đây là người đặt tên cho cơn bão? Ai là người gán những cái tên? Tức là họ ở đây phải là meteorologist, được đề cập đến đằng trước. Tức là các cái nhà khí tượng học, đúng không? Đó, để đặt tên cho nó. Và cách đặt tên bão thì nó đã chính thức lần đầu tiên được phát triển cho Đại Tây Dương bởi cái trung tâm bão này ở Mỹ vào những cái năm này. Và vào cái thời điểm đấy thì những cơn bão sẽ đặt tên theo bảng chữ cái. Đó, và các cái tên thì được sử dụng giống nhau ở mỗi mùa bão. Nói một cách khác thì cái cơn bão đầu tiên của cái mùa này thì sẽ đặt tên là Abe và cơn bão số 2 sẽ đặt tên là Baker, ví dụ như vậy. Thì đoạn số 2 nó đề cập đến cái cách thức đặt tên cho bão, đúng không ạ? Cách thức đặt tên cho bão, người ta sẽ có một cái danh sách. Đó, người ta sẽ có một cái danh sách nhỉ? Và sẽ lặp đi lặp lại, đúng không ạ?
mình sẽ hiểu được từ đây, ở đây là các nhà khí tượng học. Sau đoạn số 3, ngày nay thì có 6 danh sách. Đấy, có 6 danh sách tên được sử dụng cho các cơn bão ở Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương. Những cái danh sách này thì nó sẽ luân phiên. Đó, luân phiên mỗi năm một danh sách. Điều đó có nghĩa là cái danh sách của tên các cái cơn bão nó sẽ xuất hiện trở lại sau 6 năm nữa. Đó, tuy nhiên thì sẽ có một cái ngoại lệ với cái tập tục đặt tên này. Đó chính là tên của những cái cơn bão mà nó particularly damaging. Đấy, nó có sức tàn phá đặc biệt đấy thì sẽ không được sử dụng vì cái lý do pháp lý, vì cái nhạy cảm về văn hóa lịch sử chẳng hạn. Đấy là cái cách, cũng là cái cách thức đặt tên. Ông cũng nói về cái cách thức đặt tên là người ta có 6 danh sách và 6 năm một lần thì cái danh sách này nó sẽ lặp lại. Và những cái cơn bão mà cực kỳ nguy hiểm, ví dụ như cô đoán là Yagi, là người ta sẽ không lặp lại cái tên Yagi nữa đâu. Đó. Và tiếp tục là chẳng hạn vào tháng 3 năm 2019 thì tổ chức khí tượng thế giới đã xóa cái tên cơn bão là Florence và Michael khỏi cái danh sách, khỏi cái danh sách này, và thay thế là tên Francine và Milton. Đó, Francine và Milton. Và cái cơn bão Florence và Michael nó bị loại bỏ là do làm sao đấy ạ? Vì nó gây ra một cái thiệt hại, đúng không, trên Bắc Carolina và Florida vào năm 2018. Nó đã gây ra cái sự thiệt hại to lớn và cướp đi hàng chục người thiệt mạng, dozen. Dozen ở đây tức là rất nhiều người, mình dịch như vậy. Và cái từ particularly ở đây, particularly damaging. Đấy, chúng ta sẽ phải dùng dịch cái từ particularly với từ damaging, tức là nó mang cái sự tàn phá vô cùng, đúng không? Một cách đặc biệt, chứ không ai nói là tàn phá một cách hoàn hảo. Có ai nói tàn phá hoàn hảo, tàn phá thú vị hay là tàn phá về cơ bản không? Không. Đúng không? Nên là câu số 32 đáp án đúng sẽ là đáp án B. Câu 32 đáp án đúng sẽ là B. Còn câu số 33, thông tin nào sau đây là đúng? Chúng ta sẽ có 3 đáp án là sai nhé. Đáp án A, các nhà khí tượng học đã sử dụng một cái the same formal list là sai. Có phải người ta sử dụng một cái the same every hurricane không ạ? Mỗi là sai, tức là người ta sẽ có 6 cái danh sách và 6 năm một lần người ta sẽ lặp lại chứ không phải là mỗi mùa. Đúng không? Tức là phải đúng ra phải là 6 mùa chứ không phải là mỗi mùa. Và B, vào đầu những năm 1950 thì cái mùa bão đầu tiên trong năm thì luôn được đặt tên là Abel. The first hurricane. B có đúng không ạ? Thì luôn đặt tên là Abel. Đáp án B nó sai ở đâu đấy các bạn? Các bạn phải chỉ ra cho cô được đáp án sai. Cái cụm từ nó thể hiện sai nhỉ? Đáp án C, tên của bão được sử dụng trong mỗi năm thì thường sẽ được sử dụng lại sau khoảng thời gian là 6 năm. Đúng rồi. Tức là phải sau 6 năm chứ không phải là every year. Và D, cái tên cơn bão Florence và Michael thì đã bị xóa vì chúng culturally intensive. Có phải bị xóa vì cái này không ạ? Không. Mà nó bị xóa vì nó đã cause tremendous damage and dozen death. Đấy, thế nên D sai là như vậy. Bây giờ các bạn tìm ra xem đáp án B sai ở đâu. Cô thấy Ánh Dương bảo là B sai ở always name Abel. Vì trong bài nó ghi là đặt tên theo bảng chữ cái, nhưng không nhất thiết cơn bão đầu cứ phải là Abel. Nó có thể là một cái tên khác bắt đầu là chữ A. Đúng rồi, Ánh Dương giải thích chính xác. Bạn Ánh Dương đã giải thích rất chính xác. Thế nên ở đây nó sẽ sai là luôn, đúng không? Nó sẽ bắt đầu là chữ A chứ không nhất thiết phải là Abel. Và sau khi chúng ta đọc xong thì các bạn sẽ thấy là cả bài này nó nói về cái lợi ích đặt tên và cái cách thức người ta đặt tên cho cơn bão. Thì cái từ practice ở đây tức là cái cách người ta đặt. Đấy, cái tập tục, tập quán rồi cách thức. Còn đáp án A thì nó chỉ xuất hiện ở đoạn 1 thôi. Đó, A thì chỉ xuất hiện ở đoạn 1. Còn B là cái cách tạo danh sách. Cách tạo danh sách này thì sẽ ở đoạn 2. Và cái special rule này thì nó sẽ ở đoạn 3. Đoạn 3 là những cái cơn bão mà nó gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc nó nhạy cảm, nó thế này thế kia, đúng không? Thì người ta, đấy là cái special rules. Thế đáp án D thì nó sẽ bao quát, nó sẽ là đoạn gì? 1, 2, 3, 4, đấy. Thế đáp án D nó sẽ bao quát hết cả bài. Cho nên nay chúng ta sẽ chọn D nhé. Em thấy nó cũng khá là đơn giản, dễ dàng, đúng không? Như vậy là xong cái chủ đề về bão lũ. Đó, các bạn thấy là khi mà mình học cái từ vựng, mình đã học qua từ vựng rồi, thì khi chúng ta làm vào bài tập nó, mình nhìn, mình đọc cứ bon bon ấy, nó rất là dễ dàng. Các bạn dịch được, đúng không? Chúng ta phân tích được. Đó, xong bão lũ thì bây giờ chúng ta sẽ sang mua sắm trực tuyến, đúng không? Cũng là một cái chủ đề mà nó rất là gần gũi quen thuộc, vì bây giờ chúng ta mua sắm trực tuyến rất nhiều. Trong cái thời đại hiện đại, đấy, trong thời đại hiện đại thì mua sắm trực tuyến thì đã khiến cho việc cái mua sắm trở nên là thuận tiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đấy, sau cái từ tuy nhiên mới là ý chính. Đúng không? Cái việc mua sản phẩm trên Internet, ví dụ như Shopee, Lazada, thì nó sẽ đòi hỏi một loạt những cái kỹ năng mới.
Đó, để bạn có thể là không lãng phí tiền của mình vào những cái sản phẩm kém chất lượng hoặc được quảng cáo sai sự thật trên các cái nền tảng thương mại điện tử. Thế thì ở đây nó đề cập đến những cái kỹ năng để mua sắm trực tuyến. Đấy, khi các bạn đi mua sắm trực tuyến thì các bạn sẽ phải cần những cái new set of skill nào. Vậy thì cái skill đầu tiên được đề cập đến đó chính là các bạn phải nhìn, phải xem nó là một cái quảng cáo hoặc cái danh sách sản phẩm đấy nó có bất kỳ một cái bằng chứng cho thấy là cái công ty cung cấp nó có thực sự tồn tại hay không. Thì đây chính là cái skill thứ nhất. Bây giờ chúng ta mua một sản phẩm, đúng không? Chúng ta phải xem là có cái công ty nào nó sản xuất ra cái sản phẩm này không? Mình phải tìm hiểu như thế. Nhớ tí nó là một cái hàng trôi nổi trên thị trường thì sao? Đúng không? Và tiếp theo người ta giải thích này, một cái company website, cái trang web của một công ty cụ thể thì là một cái dấu hiệu tốt cho thấy. Đúng, nhưng hãy nhớ rằng những cái website giả đấy nó cũng có thể dễ dàng được tạo ra bằng cái WordPress. Đó, khi đó khi mà bạn truy cập vào cái website, bạn sẽ lướt lướt xung quanh xem những cái thông tin chi tiết ở cái mục là About Us. Và nếu như tất cả những cái thông tin này có vẻ là xác thực, đúng không? Và có tên của bất kỳ một cái nhân viên quản lý nào đấy thì cũng là một cái dấu hiệu tích cực. Ở đây người ta chỉ cho cái cụm từ là một cái dấu hiệu tích cực thôi chứ không phải là một khẳng định chắc chắn, đúng không? Hay là có sự xuất hiện của Facebook, Instagram, Gram và TikTok chẳng hạn. Vì là các cái thương hiệu ấy, đó thì người ta sẽ cố gắng tiếp cận khách hàng thông qua những cái nền tảng này. Trên thực tế, việc thiếu cái sự hiện diện trên các mạng xã hội có thể là dấu hiệu cho thấy rằng có điều gì đó sai trái, đúng không? Không ổn với các cái nhãn hiệu thời trang hoặc làm đẹp. Thế là mình phải tìm hiểu xem là có nhiều thông tin về cái nhãn hàng này hay không, về cái thông tin này hay không. Đúng không? Mình tìm hiểu trên Facebook, trên Lazada, trên Shopee, trên TikTok xem là có cái thông tin gì hay không. Đó, thì đấy là cái thứ nhất nhỉ. Đây là cái thứ nhất khi mình tìm hiểu. Thì các bạn sẽ trả lời cho cô của câu số 35. Câu số 35, thông tin ở sau đây không được đề cập, tức là sẽ có 3 thông tin được đề cập. Đáp án A, tìm kiếm những cái thông tin chi tiết này về cái cách bạn có thể liên lạc được với công ty và website có. Tức là chúng ta vào cái mục About Us, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy các cái contact details. Thế nên A là có được đề cập. Còn B, About Us phải có tên should, có nên có tên của những cái người work for the company, đúng. Ở đây người ta dùng cái từ should. Đó, cô cho cái từ should thì cũng rất là nhẹ nhàng, ok, đúng không? Chứ không phải là bắt buộc. Còn đáp án C là cái doanh nghiệp thì kết nối với khách hàng của họ thông qua các cái nền tảng này nhiều thôi. Đó, người ta cho dùng từ là nhiều doanh nghiệp, ok. Còn đáp án D là not mentioned. Tại sao D not mentioned? Tại vì đáp án D là những cái thương hiệu mà không có thì không đáng tin cậy là sai. Trong bài người ta mới chỉ bảo đây chỉ là một cái positive. Đấy, trong bài người ta bảo là nếu mà có sự hiện diện của cái social network thì là một cái positive sign, chứ không có nghĩa là không đáng tin cậy. Đúng không? Cái cụm từ không đáng, dường như không đáng tin cậy là không đúng. Người ta không có nói là không đáng tin cậy. Đấy, mình phải tìm hiểu xem có không, chứ không phải là cứ không có là không đáng tin cậy. Sang đoạn số 3, chúng ta sẽ trả lời từ if và inordinate. Đoạn số 3 là người ta lại giới thiệu tiếp các cái skill, đúng không? Mình có thể là xem những cái đánh giá và comment. Cô là người mua hàng của cô rất sẽ hay xem cái review và comment luôn nhé. Khi mà cô đi mua hàng trên Shopee chẳng hạn, cô bao giờ cũng phải lướt xuống xem comment người ta như thế nào, phản hồi như thế nào. Đấy, thì ở đây cái bước số 2, tức là mình phải examine cái review và comment, được chưa? Đương nhiên là bạn sẽ muốn xem rất nhiều những cái comment tích cực. Đấy, điều đó là hợp lý bình thường. Tuy nhiên, khi mà mình thấy những cái đánh giá 5 sao mà nó quá nhiều, nó inordinate, tức là nó quá lớn cho một cái dạng sản phẩm đặc biệt, thì có nghĩa là công ty đấy trả tiền cho những cái đánh giá đấy và sử dụng một cái dịch vụ đánh giá để đẩy đẩy cái gì ạ? Để đẩy nó lên cái tìm kiếm đầu tiên, tức là đẩy cái sản phẩm này, đúng không? Lên cái mục tìm kiếm. Đó. Và hãy thử đưa ra, hãy thử nhìn, hãy thử tra cứu những cái đánh giá 1 sao hoặc 2 sao hoặc là ảnh của khách hàng chẳng hạn, thì nó cũng đưa ra những cái thông tin chi tiết hơn về sản phẩm, chẳng hạn như là vấn đề người ta gặp phải khi người ta sử dụng, hay là trong nhiều trường hợp thậm chí là có người ta sẽ xác nhận luôn đấy chính là hàng thật luôn. Và hãy lưu ý đến những cái đánh giá mà nó sử dụng tất cả những cái ngôn ngữ giống nhau hoặc nghe có vẻ như là dành cho một cái sản phẩm hoàn toàn khác chẳng hạn. Và hãy cuối cùng thì hãy kiểm tra xem là những cái đánh giá, xem là liệu nó có nhận được một cái lượng lớn cái đánh giá mà nhanh bất thường hay không, tức là ví dụ trong cùng một ngày chẳng hạn, đúng không? Thì mình phải chú ý. Và các bạn sẽ thấy cái từ inordinate, đó, cái từ inordinate ở đây tức là một cách bất thường, một cách quá nhiều những cái đánh giá, nha, quá nhiều nha. Thì cái từ excessive tức là quá mức, đó, inordinate chấm chấm review, chứ không phải là uncontrolled, không phải là một cái đánh giá không kiểm soát. Mình có nói là đánh giá không kiểm soát đâu, đánh giá xuất sắc,
đánh giá bối rối, khó hiểu, không đúng, tức là đánh giá 5 sao quá nhiều. Và từ S ở đây tức là sản phẩm, nó đẩy cái sản phẩm này lên hàng đầu đấy, trên cái thanh công cụ tìm kiếm, đúng không? Và ở đoạn số 3, thông tin nào sau đây là không đúng? Yeah, thì vừa mình mới đọc đoạn số 3 xong. Cái thông tin nào sau đây là không đúng ở đoạn số 3? Tức là các bạn sẽ có 3 đáp án là đúng. Đáp án A, khách hàng thì rõ ràng. Yes, cái từ obviously trong bài người ta thay một cái từ khác, là chính là từ naturally. Đúng không? Thích những cái sản phẩm có nhiều đánh giá tốt, good review. Đấy, cái từ good trong bài cô dùng từ gì? Positive review. Đó, mình chỉ thay đổi một chút thôi. Thế thì A là true nhỉ? A là true. B, xem ảnh của khách hàng thì có thể giúp người mua hiểu thêm. Yes. Thì trong bài người ta có đề cập đến cái việc là xem cái ảnh, đúng không? Xem cái ảnh mà khách hàng đấy. Đâu, cái cụm từ là xem ảnh này, xem cái problems. Rồi, tiếp theo sang đáp án C là người mua hàng nên cẩn thận khi phát hiện nhiều đánh giá có cùng một cái similar language, đúng. Similar language ở đây tức là cái large number of reviews unusually fast này. Similar language or sound like, đúng không? Similar có được đề cập nhé. Thế thì cái not true ở đây sẽ là D. Bạn nào tìm cho cô xem là tại sao D not true ở câu số 38. Linh Hy chọn D, nhưng mà Linh Hy phải chỉ cho cô cái thông tin nào là D not true. Cô thấy Vũ Đức Khánh cũng chọn D. D là một số lượng lớn các cái đánh giá thường gợi ý rằng công ty đã trả tiền cho chúng. Chúng ta nhìn vào cái thông tin là công ty trả tiền. Cái đoạn nào nó thể hiện là công ty trả tiền? Đây, công ty trả tiền đây ạ. Đây, cái thông tin trong bài nó đề cập đến công ty trả tiền. Nhưng mà nó sai. Một cái lượng lớn đánh giá thì chưa đúng. Phải là a great number of cái gì ạ? 5-star review thì mới đúng. Tức là chỗ này nó thiếu từ 5-star. Đúng không? Đáp án D thiếu từ 5-star thì là không đúng. Đó, nó phải là 5-star, đánh giá 5 sao chứ không phải là đánh giá 1 sao. Nên là câu số 38 đáp án đúng sẽ là đáp án D. Câu số 35 đáp án đúng là D nhé. Đáp án đúng ở câu số 35 là D. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 39 và câu số 40. Flagging. Câu số 39, and when you're not sure, đó, và khi bạn vẫn không chắc chắn nhỉ, thì bạn, you can always type the name. Khi mình vẫn không chắc chắn thì mình sẽ gõ tên cái thương hiệu vào cái công cụ tìm kiếm như là Google, xem là có bất kỳ một cái trang nào mà nó gắn cờ là lừa đảo hay không. Cái từ flagging giống như là nó đưa ra cái dấu hiệu, nó thể hiện ra, đúng không? Chúng ta hiểu cái từ cờ vẫy vẫy đấy, tức là nó thể hiện ra, nó cho mình cái dấu hiệu là lừa đảo. Và bạn cũng có thể tìm kiếm trên mạng xã hội đó, các cái bài đăng nơi mọi người đánh giá hoặc là bình luận về các cái thương hiệu đó. Và nếu như không có kết quả thì nó là một cái dấu hiệu cho thấy đây là một cái nơi an toàn để mình mua. Ngoài ra thì hãy cố gắng tìm kiếm những người mua khác chia sẻ cái kinh nghiệm của họ. Ví dụ như là cái nhà văn trực tuyến này thì đã có một cái danh sách dài các cái thương hiệu lừa đảo mà cô ấy phải gặp phải trên cái blog cá nhân của mình. Yeah. Thì ở đây người ta đưa ra cái kỹ năng, đó một cái tip cuối cùng khi chúng ta đi mua hàng. Và cái từ flagging, chúng ta sẽ copy cái từ flagging ở đây và các bạn sẽ trả lời cái từ flagging. Đó, mình sẽ gõ Google ra xem là liệu có bất kỳ một cái trang nào mà nó pop up, tức là nó như kiểu là nó mở ra, nó bật ra. Đó, nó thể hiện ra đây là một cái trang lừa đảo. Thì ở đây chúng ta có justify, tức là biện minh, chứng minh. Associate, tức là liên kết. Identify, tức là nó xác định, nó thể hiện ra. Còn D là công nhận. Yes. Ở đây không phải là chứng minh được và cũng không chắc chắn, đúng không? Nên cái từ flagging ở đây nó chỉ là thể hiện ra thôi, nó show ra, nó gắn cái cờ thôi. Các bạn sẽ chọn là identify. Và câu số 40, thông tin suy luận. Đáp án A, hầu hết người bán thì không có website riêng thì đều không đáng tin cậy. Câu này giống như một cái câu not mentioned mình đề cập đến ở bên trên, đúng không? Không phải là họ không có website, không phải họ không có social media network thì không đáng tin cậy. Thì đây không phải là thông tin suy luận được. Còn B, những cái đánh giá tiêu cực ấy có thể là dấu hiệu tốt hơn về một cái sản phẩm đích thực. Còn C là những cái bài đánh giá có vẻ như là dành cho một cái sản phẩm khác, thường là mua với giá rẻ. Ở trong bài người ta không có nói cái từ mua với giá rẻ là không được mention luôn ấy. Còn D, blog trực tuyến là một cái nguồn tốt nhất. Những cái từ như là mua với giá rẻ và nguồn tốt nhất không được đề cập đến trong bài. Còn cái thông tin suy luận nói về cái negative review
cái thông tin nào cho chúng ta biết đây là negative review, thì negative review tức là one or two star review, đúng không? Những cái đánh giá mà chỉ có một hoặc hai sao thôi thì nó chính là cái negative review nhé. Những đánh giá mà chỉ có một hai sao thì nó là negative review đó. Một hai sao thì có thể là một cái better indicator, đúng. Thì cái từ nhé, chúng ta thấy cái câu paraphrase này, negative review thì nó chính là one or two star review. Tiếp better indicator thì trong bài người ta dùng từ gì? Provide insight about. Đấy, authentic product. Đấy, hoàn toàn là được paraphrase trong bài, đúng không? Đã xác nhận rằng real, cái từ real ở đây đó chính là authentic. Better indicator. Thế nên đáp án của câu số 40 dễ dàng mình chọn được là đáp án B chưa? Đấy, khá là dễ đúng không? Đấy, khi mà mình có vốn từ vựng thì mình mới biết được à là nó chính là cụm từ thay thế cho nhau. Rồi, tiếp theo chúng ta làm xong các em sẽ quay trở lại cho cô câu số 34. Thông tin tiêu đề của bài đáp án A, dấu hiệu từ các cái cửa hàng trực tuyến giả mạo ấy. Trong bài người ta có đưa cho chúng ta những cái giả mạo không? Mà trong bài người ta sẽ đưa cho chúng ta cách để tìm ra những cái thật, đúng không? Cách tìm ra, cách để mua sắm, chứ không phải là người ta tập trung vào cái fake online stores. Đấy, người ta không tập trung vào cái fake online stores. Còn đáp án B, bạn cần bao nhiêu nghiên cứu, how much research you need để tránh lừa đảo. Trong bài người ta có bảo là phải cần thêm nhiều nghiên cứu hay là ít nghiên cứu không? Không. Và C, đây là cái lý do tại sao mua sắm trực tuyến nó tốn nhiều công sức. Trong bài có đề cập đến tốn, tập trung vào cái tốn thời gian, tốn công sức không? Mà trong bài đề cập đến những cái skills, đúng không? Thì cái từ technique này, ngay ở đoạn số 1 người ta dùng cái từ gì đấy ạ? Đó chính là a whole new set of skill. Đó, người ta không muốn lặp lại từ skill nữa, người ta sẽ dùng từ gì? Techniques. Đó, những cái kỹ thuật giúp bạn being fooled, tránh bị lừa khi mua hàng trực tuyến. Những cái kỹ thuật tránh bị lừa chứ không phải tập trung vào cái fake online stores nhá. Tránh bị lừa. Nên câu 34 đáp án đúng sẽ là đáp án D. Các bạn thấy là chúng ta thao tác rất là nhẹ nhàng, đơn giản đúng không? Đó, cô vừa nói, cô vừa chữa mà chỉ mất có 45 phút thôi. Mà khi chúng ta đi thi chúng ta có hẳn 50 phút. Đi thi chúng ta có hẳn 50 phút. Những bạn nào mà chúng ta làm vẫn còn thiếu thời gian ấy, chứng tỏ là cái lượng từ vựng của chúng ta chưa tốt. Đó, thì các bạn phải làm nhiều. Đó, các bạn là luyện dịch vào, sau đó là chúng ta giải thích lại như cái cách cô phân tích nhé. Giải thích lại như cái cách cô phân tích, như cách cô giải thích. Câu 37 đáp án là product. Rồi, bài học ngày hôm nay của chúng ta tới đây là kết thúc. Ok, so now goodbye, see you. Cô chào cả lớp nha.